เพชรนี่ชาวคนงามเข้าซ้ายปุ๊บลนขึ้นเลยนี่ประเขาแล้วโป๊ะเออไหนเนาะxin chào các bạn, đây là một cái khung cảnh chợ tại huyện Mường Nhét. Bà con nơi đây đang buổi chiều rất xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái chợ. Thì chợ này cũng đã từng xảy ra một cái hỏa hoạn. Chợ này đã xảy ra cháy rất lớn, đã thiêu rụi toàn bộ cái khu chợ này năm ngoái thôi, năm 2007. Cái chợ này cháy hoàn toàn luôn. Các tiểu thương đã bị thiệt hại rất là lớn về các sản phẩm, các cái mặt hàng đã trưng bày tại đây. Thì năm nay chợ đã được xây dựng lại, bà con cũng đã xây dựng lại một cái bàn chiêm ngưỡng này. Thế thì từ từ sòng vay ngân nào? Sòng vay ngân nào? Phản ứng bên lẻ các bạn, đây là một cái cơm lam có giá 5.000 tiền Lào một cái này nhé, à 5.000 tiền Việt một cái này. Rên mớ quá à? Mớ nè, mình sẽ mua 5 cái để mang về. Nó hả? Đây là một chị rất là tiểu thương, rất là nổi tiếng ở bên nào. Ăn được rồi. Xì ăn rồi. Xì ăn hả hốc? Hả? Hốc ế? Thèm ăn nói. Hả? Thèm ăn nói thôi. Ô nọ. Xì ăn quả? Ừ. Ừ. Mình có thịt vị tiền nào sẵn qua đây nhé các bạn nhé. Đủ tới đây đâu. Máu lo dễ đi YouTube. YouTube. À. Ôi, nội lưng. Áo tướng mẹ. À thôi đó. Chắc có đây là một cái cảnh quan của khu chợ chiều tại huyện Mường Nhét. Cơm nam này mang mua về. Tôm không có. Đâu, các bạn có thể thấy là các tiểu thương bên đây cũng buôn bán cũng không khác gì so với Việt Nam chúng ta. Các bạn chú ý nhé. Xin chào các bạn, đây là một cái khung cảnh chợ tại huyện Mường Nhét. Bà con nơi đây đang buổi chiều sắp đến, hiện tại là hơn 3 giờ. Cho nên bà con đang đi chợ. Mời các bạn chứng kiến cái cảnh quan tại một cái khu chợ thuộc địa phận của một cái huyện ở Lào, tiếp giáp với địa phương mình đang sinh sống khoảng 10 km. Hơn 10 km nhé. Các mặt hàng về thực phẩm thì cũng giống như ở Việt Nam chúng ta. Thank you.
Đây là cái cảnh mua bán tại huyện Mường Ét thuộc tỉnh Sầm Lưa, Hủa Phăn. Mình sẽ review cho các bạn cái khung cảnh bên trong cái khu nhà kia nhé. Rất là những cô gái Lào xinh đẹp nhé. Đây là các mặt hàng thực phẩm cũng giống như ở bên Việt Nam, không khác gì cả. Mời các bạn, mình sẽ review cho các bạn. Đây là rêu nhé. Đây là một cái món ăn rất là đặc sản của dân tộc Lào cũng như là dân tộc người Thái của Việt Nam chúng ta. Nó sao mà kia nè, ơi nè. Thay chụp ảnh đi. Với bên sang người. Long dệt thiết bị video để YouTube. Với bên sang người. Một chị em đang nói tiếng Lào, chân bảo nó rất là ngại khi mình quay. Mình nói là không sao cả, mình chia sẻ với các bạn về cuộc sống ở bên Lào. Mà các bạn, đây là một cái cảnh khu chợ buổi chiều tại huyện Mường Ét, Lào. Kia là một cái bảng nội quy. Mình nhìn thấy, mình cũng xin giới thiệu với các bạn. Rất thú vị rồi. Rất thú vị. Nóng việt. Mẹ nào. Hôm nay chết hết rồi mà nữa. Long du trình khương. Dệt thú vị. Mẹ, dệt mệt. Hơn du cửa. Du cổng này. Lúc hết đi, cháu con ngam. Thằng sai cũng lồn thế lên, nhưng mà khâu lắm bố. Này nọ. Người đẹp thương. Ôi, con làm gì bên này cô Phương? Cô bán bên kia? Ở đây à? เสื้อนะกินนี่ก็สารพิษนะมีสารพิษแซ่บเลยแซ่บๆมียาบ่มียาเนาะนอกกินนี่เนาะเหมือนคนเวียดเจ็ดเฮาเชฟกว่าคนลาวเฮ็ดคนลาวเจ็ดที่ให้กินสะอาดเอ๊ะ
nó. Ngam quá. Ngam quá. Thì đã chết lông phên này. Xin chào các bạn, đây là một cái bảng nội quy mình làm cho cơ quan ở bên Lào, cùng với ban quản lý chợ ở Mường huyện Mường Ét Lào. Đây là cái bảng này mình làm cách đây khoảng mấy tháng rồi. Hiện nay hôm nay mình sang đây mình có dịp mình review thì đã thấy cái bảng này. Mình cũng như là mình cũng giới thiệu với các bạn. Mình làm cái bảng này các bạn nhé. Đây là cái bảng nội quy niêm yết về các cái gian chợ, gian hàng. Các tiểu thương khi bán hàng ở đây thì phải đóng các cái khoản phí hiện tại. Đây kia các bạn có thể thấy đây kia là các cái khoản phí mà các tiểu thương phải đóng khi được bán các gian hàng ở đây đây. Đã làm không chị? Giới thiệu tiểu thương bên Việt Nam sang Lào.